trên đây thì cô nói lại cái lý thuyết lại cái bắt quy tắc cơ bản của BIOP là gặp đuôi nguyên âm bắt đầu bằng nguyên âm, đuôi nào bắt đầu bằng nguyên âm nó cũng bị bắt quy tắc. Hà nãy là gì đây, nguyên âm ư khi gặp đuôi a ơ thì nó mới bị bắt quy tắc thôi. Nhưng lỡ như nó gặp đuôi ư này thì sao, ư này vẫn bình thường, nó không bị bắt quy tắc đúng không? Nhưng riêng cái thằng này là bắt đầu bằng nguyên âm, tắt từng tập bắt đầu bằng nguyên âm thì nó bị bắt quy tắc hết. Thằng này có phải nguyên âm không, đuôi này chứ không phải a ơ nhưng mà nó bắt đầu bằng ư nè, có phải nguyên âm không? Thằng này cũng vậy, cũng bắt đầu bằng ư nè, cũng bắt đầu bằng ư nè đó. Cho nên đây là nguyên âm là tổng hợp, thay vì là a ơ mà nó còn là ư nữa thì nó sẽ bị bắt quy tắc hết. Nó đây là cô nói tổng thể nguyên âm mà, cô đâu có ghi a ơ ra đâu. Nếu như nó gặp a ơ nó bị bắt quy tắc thôi thì cô ghi a ơ giống như cái ư hồi nãy, nhưng mà ở đây nó chỉ nguyên âm là tổng thể hết, cái nào bắt đầu nguyên âm là nó bị bắt quy tắc. Thì trong trường hợp này đây là cái quy tắc đầu tiên và cái quy tắc cơ bản. Nhưng cái phần chú ý chỉ có hai cái thằng này, hai cái thằng nhỏ này mà người ta chúc ta ít gặp, chúng ta thỉnh thoảng gặp thôi. Thì cô cho chú ý khi nó kết hợp với đuôi nguyên âm nhưng mà đuôi AO đấy thì nó không bị biến thành U, nó bị biến thành O, lạ đời hơn này. Nhưng đuôi khác thì bình thường, đuôi khác thành U, biến thành U bình thường, nhưng chỉ riêng cái thằng nó gặp AO là nó có bị biến lạ hơn ta thôi. Trong trường hợp là cụ thể là nguyên tắc cụ thể thì gặp nguyên âm nào nó cũng biến biến thành u, nhưng mà riêng hai thằng này gặp a ơ nó bị mới biến gì đây, gặp a ơ nó lại bị biến thành u chứ không bị biến thành u, còn gặp những đuôi khác thì nó vẫn là gì đây, chung với thằng này, chung là bắt quy tắc đó. Cho nên hai thằng này nó hơi lạ một tí xíu đó. Đây là lý thuyết, một tí nữa có ví dụ các bạn sẽ hiểu hết ha. Rồi tiếp tục cái chú ý cuối cùng đó là những từ không bị bắt quy tắc cũng kết thúc bằng biếp nhưng không bị bắt quy tắc thì chúng ta không biến cái gì cả. Chúng ta để bình thường, chúng ta chia những từ bình thường ra. Đó, đây là cách gì đây? Chú ý thứ ba. Cái chú ý tiếp theo. Có những từ kết thúc bằng biếp nhưng không bị bắt quy tắc. Nhưng không bị bắt quy, nhưng không bị bắt quy tắc thì chúng ta chia về bình thường. Thì chúng ta chia về bình thường như những từ động từ tính từ khác. Thì bây giờ có những từ nào đây, nó chỉ có 3-4 từ thôi. Nó có từ là chập tà, là nắm bắt. Tuy nó kết thúc bằng biếp nhưng chỗ này cái thằng biếp này nó không bị biến gì hết, vẫn giữ nguyên cái từ của người ta để chia. Thì chỗ đây các bạn có cái từ chập tà là nắm bắt cho cô ha. Cô ghi đây ha, bòi đây ghi nha. Chúng ta có từ chập tà là nắm bắt này, nắm tay, nắm cái gì đó, nắm bắt cái gì đó, bắt cái này, bắt cái kia, nắm tay, nắm chân, nắm bắt, chập tà. Đây, kết thúc bằng biếp nhưng thằng này nó không bị bắt quy tắc. Chúng ta không biết cái thằng B này thành cái gì hết. Chúng ta để cái gì đây, nguyên thể hàng của cái động từ và chúng ta chia về đuôi bình thường thôi. Cũng giống như những từ khác như mọt tà, mã xí tà, v.v. Và từ thêm một từ đó là từ yp tà, là mặc, mặc đồ, mặc quần áo đấy, là những từ không bị bắt quy tắc thì chúng ta chia về bình thường, B này không bị biến gì cả. Đó, thêm một từ nữa đó là từ gì đây, yp tà là nhai, nhai cơm, nhai gì đó bạn, nhai mình ăn mình nhai đấy. Đó, yp tà là nhai. Đó, một từ cuối cùng, chỉ có 4 từ này thôi. Ngoài những từ đó ra thì là bị bắt quy tắc hết. Ngoài 4 từ này ra tất tần tật những cái từ mà kết thúc bằng biếp đi, bắt quy tắc hết. Còn một từ nữa đó là từ xịp tà là nhai, từ chộp tà là hẹp.
Đó. Cũng không bị gốc quy tắc. Rồi, ok chưa? Bây giờ cô đi thực hành nhé, cô bơi nhé. Đi thực hành từng cái bước cụ thể đầu tiên và đi thực hành từng cái chú ý ha. Bơi ha. Bây giờ này đi y chang cái này thằng này, tại vì cái này thường là tính từ cho nên những cái đuôi này là cô cho cả động từ tính từ đều đi được đấy. À, những cái đuôi câu này cho nên cho luôn thể cả động từ tính từ đều đi được, những đuôi này thì mình chia cả lượt luôn có thể. Bây giờ cô lấy một cái từ mà chúng ta hay hay nói từ thập tà chúc tà đấy các bạn, lạnh nóng đấy các bạn đó. Cái từ đơn giản nhất là cái từ chúc tà là lạnh này. Chúng ta chia về bê sinh đi tà, nó có phải là đuôi nguyên âm không? Đương nhiên là không rồi, thì là gì đây? Không bị bắt quy tắc, chúng ta chia về bình thường. Chúc này có bát chim, mình đi với sumni, sumni tà thành chụp sumni tà. Nhưng chia ở quá khứ, quá khứ lúc nào nó cũng đi với ắt và ớt, thì đã đi với ắt và ớt thì đương nhiên là đuôi nguyên âm rồi, bắt đầu bằng a ơ rồi, thì ở đây nó bị bắt quy tắc. B này chúng ta bị bắt quy tắc, chúng ta bị ghi chúng ta bỏ ta đi. B này đi với a ơ là đương nhiên bị bắt quy tắc rồi, thì nó không giữ nguyên cái B này nữa mà nó bị biến thành gì? Nó bị biến thành u. Đó, biến thành u thì chúng ta chia về bình thường. Biến thành u rồi, kết thúc một u thì chúng ta thêm ớt và đi với sum này ta. Chúa sùm ta. Đó, chúa sùm ta. Hiện tại thì không bị quy tắc, nhưng cái này thì lại bị quy tắc, cũng giống tương tự như là ừ hồi nãy ha. Tiếp tục. Đuôi a vô và a sơ thì đương nhiên là bị bắt quy tắc rồi, đã thấy a ơ hình bóng của nó là biết là nguyên âm rồi. Thì chỗ này cũng tương tự như thế, chúng ta phải bị biến nó luôn. Không còn b vào trong đây nữa mà nó sẽ bị biến thành u luôn. Tại vì của nó là đuôi a ơ. Và bây giờ kết thúc bằng u rồi thì đương nhiên chúng ta phải thêm vơ ơ vô thành choy. Đương nhiên thằng này cũng vậy, b bị biến thành u và kết thúc bằng u thì chúng ta thêm ơ sao à. Chiman thì là gì, còn gì phải nói nữa, chiman đâu có con đuôi nguyên âm thì chúng ta vẫn giữ nguyên hiện trường, không phải là thằng nguyên âm đâu. Thì đây chút này đi với chi? Chì man. Chụp chì man. Nhưng bây giờ quá khứ thì thằng cũng giống như thằng này. Hả? Nó đều trải qua một giai đoạn áp giáp thì quá khứ đương nhiên là bị bắt quy tắc. Trước tiên chúng ta biến U đi. Chúng ta thấy bắt quy tắc, chúng ta bỏ cái thằng B đi, chúng ta biến thành cái U đi trước, cái đó là khỏi cần cái ghi phải, khỏi cần phải bôi nữa. Thì ở đây U thì cũng chung đi với ớt và cộng với chi man, quá khứ của chi man. Tương tự chì dấu cũng thế. Chì dấu này nó kết thúc bằng bắt đầu bằng chì dấu này thì đâu có liên quan gì đến a ơ, thì chúng ta chúc chì dấu. Nhưng mà quá khứ là có liên quan nha. Quá khứ đi với át dớt xong mới cộng với chì dấu, có liên quan thì là bắt người ta biến thành u chứ cái đã. U thì lúc nào chúng ta cũng phải thêm ơ rồi. Vậy thì đây ớt chì. Ớt chì dấu. Nhưng tiếp tục ưng tê lúc nãy ư nó không bị bắt quy tắc, tại vì sao? Tại vì gì đây, khi bắt quy tắc của ư nó chỉ gặp đuôi a ơ nó mới bị bắt quy tắc, còn nó gặp ư thì vẫn bình thường, như cái thằng này thì không, đuôi tắc tần tật những đuôi nguyên âm.
Cái thằng ư này có phải bắt đầu nguồn âm không? Có thì nó vẫn bị bắt nguyên tắc luôn. Thì trong trường hợp này thằng này bị luôn. Thì ở đây cô có chút ta, trước tiên nó bị bắt nguyên tắc thì chúng ta biến thành u trước đã. U không có bắt chim thì của n đi với t, chuồn chuồn t. Quá khứ thì cũng giống như những thằng kia thôi, trải một qua giai đoạn ác, ác dớp thì là gì đây, biến thành u, đi với ớt và đi với nín, nín đê. Tiếp tục, ưng đương co hẻo có phải là đương ngâm không các bạn? Bắt đầu bằng ư có phải đương ngâm không? Thì nó có bị bắt quy tắc hay không bị bắt quy tắc? Đây, thằng ưng này, nguyên âm lại bị bắt quy tắc trong trường hợp này. Thì chúng ta chứ có tắc trong chiêu bình thường, biến thành u thôi. Biết bắt quy tắc thì chúng ta biết là đu ngay, không khỏi cần phải biết cái b vào nữa. Thì là gì đây, biết thật đu rồi, nó không có cái chim của thêm l và cộng với coi vậy, coi vậy ô chua coi vậy ô. Thằng cài ố cũng tương tự, cài ố này cũng biết thật đu, không có chim của l và cộng với cài ố chua cài ố đó. Trong cái bảng này nó bắt quy tắc gần hết luôn. Chỉ có gì đây? Thằng này. Thằng này, thằng này. Tại vì sao? Bắt đầu bằng AO hết, nguyên âm hết, nguyên âm hết, nguyên âm hết. Bắt đầu những cái đuôi này bắt đầu bằng nguyên âm hết. Đó. Đó, những cái hình thức này bắt đầu bằng nguyên âm hết. Chỉ có thằng này là không à. Không à, không à. Đó, rất là đơn giản. Mình chỉ dựa vào lý thuyết là làm. Như cô nói đấy, hướng dẫn sử dụng. Rồi tiếp theo cô sẽ cho các bạn một cái chú ý. Chú ý mà chú ý đầu về từ cộp tà và từ tộp tà đấy các bạn. Thì cô sẽ chia cho các bạn một từ, trong hai từ đó cô sẽ chia một từ, từ còn lại để các bạn tự chia xem như thế nào ha. Nhưng mà trước khi đi với cái từ đó, cô sẽ cho những cái từ mà nó bị bắt quy tắc trước để các bạn chia vào cái bảng này cho cô. Hồi nãy từ thứ nhất đúng không? Những cái phần chú ý, những cái từ đặc biệt thì để sau ha. Còn bây giờ cái phần này mà nó bắt quy tắc cơ bản ấy, thì chúng ta sẽ có những từ như thế này. Hồi nãy là từ thứ một là từ chúc tạ đúng không? Bây giờ từ thứ hai các bạn ghi cho cô. Lạnh rồi thì bây giờ có nóng là tập tạ. Tập tạ. Những từ này chúng ta học. Hai cái từ chúng ta hay nói là cái từ đẹp, các phong cảnh đẹp, chúng ta có từ gì? À rum tập tạ. Chúng ta có từ thứ tư là cái từ cây, là từ gì? Mẹp tạ. Từ thứ năm chúng ta có nhạc là từ gì? Syncopta. Chúng ta có từ vui là cái từ chyncopta. Đúng không? Chyncopta đấy. Chyncopta. Rồi từ thứ bảy, những từ này các bạn chia về cho cô ha. Chúng ta còn những cái từ ở đây kết thúc bằng BFT. Chúng ta có dễ và khó đấy các bạn. Ship tà là dễ. O rập tà là khó. Nặng nhẹ nữa. Chúng ta có mu cốp tà là nặng. Nặng ha. Cái từ nào mà từ mới cô ghi từ tiếng Việt, còn từ nào chúng ta học rồi thì khỏi cần phải ghi. Chúng ta có kaptopta là nhẹ. Đó.
Và chúng ta có lại đây từ gì nữa đây? Ô tô tà là tối tăm. Ô tô tà là tối, ví dụ như là trong nhà tối quá đấy, là gì mà tối tăm quá đấy. Sukurata ồn ào. Sikrata. Sikrata. Ồn ào. Sao em? A tu kota. Từ 13 chúng ta có tu kota. Dày ha. Dày mỏng đấy. Tu kota. Và chúng ta có từ 14 mitta là ghét. Tạm thời cho bấy nhiêu đi. Còn nhiều từ nữa. Nhưng mà sau này các bạn thấy nó mà kết thúc bằng B như thế này là đã bị bắt quy tắc. Ngoài trừ những từ ngoại lệ mà cô cho là còn lại bắt quy tắc hết. Nhiều quá mình học không hết thì tạm thời mình học nhiêu đó thôi. Nhiều quá mình có ghi mình cũng không nhớ. Từ từ sẽ tìm hiểu hết, từ từ chúng ta sẽ gặp hết. Nhưng mà chúng ta đã học cái cách bắt quy tắc rồi thì gặp cái từ nào mình cũng chia được hết. Cái kết thúc bằng như thế này. Đó. Thì chúng ta chia về bình thường. Ngoại trừ những cái từ hai từ cô cho ghi và bốn cái từ mà nó không biểu quy tắc thì thôi, còn lại là ok hết. Còn lại là gặp cái trường hợp nào nó cũng gặp quy tắc hết. À. Rồi các bạn về làm 14 từ, các bạn làm để 14 chỗ trống cho cô ha. Ngày mai thứ tư chúng ta có lịch gì không lớp? Thứ tư ấy. Ngày mai ấy lớp. Buổi chiều. Lớp mình học được không? Sao em? Nhà nói gì cô không nghe rõ. Ai ngày mai bận à? Nếu như các bạn mà ngày mai học được thì chúng ta học và nốt bữa thứ ba, thứ tư, thứ năm cho nó hoàn thành xong. Tại vì hôm nay cái thời gian mà chúng ta học thì nó chưa hoàn thành được thêm cái hai bát quy tắc nữa. Cô sợ là cái thời gian kiểm tra của cái thứ năm ấy và cái thời gian ôn tập thì nó không đủ. Chắc là đủ đó nhưng mà cô sợ như thế. Thời gian rảnh ra để mình thông thái mình đi đây. Mình đón này kia cho nó thông thái. Nhưng mà cô nói là được, cô có thời gian được rồi. Nhưng mà cô sợ là một cái vấn đề như thế kia nó diễn ra thì là gì? Mình sẽ thời gian nó kéo dài một chút xíu. Rồi, các bạn là gì đây? Các bạn ghi xong rồi cô bôi ha. Bây giờ hai cái từ mà cô cho chú ý, cái phần chú ý đấy, ngài tắt cái dùng cô hộ cái tô cô cái âm ha, không được ha. Thì cô lấy hai cái từ tộp tà và cộp tà, cô sẽ lấy trong một từ trong cái từ đó và cái từ còn lại các bạn chia hai từ đặc biệt ha. Thì ở đây cô có từ tộp tà liếm đỡ này, vì sao có thổ a chu seo đấy, vì sao có thổ a chu seo á, tộp tà từ tộp tà ra này, tộp tà đi với đuôi a o chu seo
Đó, vì sao nó không bắt quy tắc B mà tại sao nó không biến là thọ U cho CE mà thọ A? Là vì nó đi với AE, nó lại bị bắt quy tắc nhưng mà nó không bị biến thành U mà nó biến thành O trong trường hợp này. Bây giờ cô không có A CE nữa mà cô có ai thêm là đuôi chúng ta học gọi là AE chu tà này, thêm một cái nữa chúng ta học gọi đuôi này AE chu tà đấy, cho thêm một đuôi này ví dụ. Thì trong trường hợp này nó cũng bị bắt quy tắc bình thường thôi, nó gặp đuôi ngâm nó cũng bị bắt quy tắc nhưng mà lạ một cái là gặp đuôi AE là nó khác thôi. Ở trong trường hợp này tập tà này đi với B trên beta cũng không bị bắt quy tắc thì chúng ta có bắt chi chúng ta đi với tập sum ra. Nhưng mà đi với đuôi AE chiều quá khứ này. Nó không như những từ kia. Những từ kia thì nó bị biến thành đu đúng không? Cái thằng này không? Biến thành ô. Đó, gặp đuôi AE nó lại đấy. Thì bây giờ ô, kết thúc cùng ô thì cô thêm A thô quát xùm nì ra à. Giúp đỡ gì đó, tôi đã giúp đỡ cho ai đó, thô quát xùm nì ra. Còn bây giờ đi với AO cũng thế luôn, AO cũng là đuôi AO, nó không biết biến thành U mà nó biến thành O, thô qua AO, thô qua sơ. Đó. Còn AO chu tà cũng thế, giúp đỡ cho tôi với, thêm một AO chu tà cho tôi làm gì đó với thì tập tà này nó bị biến thành O, đi với A và cùng với chú, chu tà, thô qua chu tà. Đó, mà từ gốc nó phải từ từ tập tà này ra nha. Rồi bây giờ đi với chi man cũng thế, nó vẫn chi bình thường thôi, nó chi man đâu phải là đuôi nguyên âm thì nó vẫn không bị bắt quy tắc. Tập chi man đã giúp đỡ nhưng gì đó à, ở đây cũng thế, tập chi ô, tập chi ô à, mấy cái này không bị bắt quy tắc cô ghi này. Nhưng bây giờ xét lại này, quá khứ này, quá khứ đi với át giá thì nó cũng là đuôi a ơn, thằng này cũng đương nhiên bị biến thành là ô đó, nó lạ, nó không bị biến u mà nó lạ đây, chỉ có hai từ thôi rất là dễ nhớ, thô quát chỉ man, không có nhiều từ cho nên là không còn phải chú ý nhiều. Ở đây thô quát chỉ ô ở đây thô quát nền đê à, chưa ưng nền đê nữa. Nó đi với A O thì riêng A O thì nó mới chia về, nó bị mới bị biến thành O thôi. Nhưng bây giờ nó đi với đuôi nguyên âm nữa nhưng mà không phải A O, mà thằng này là gì? Ư. Thì nó bị biến bình thường như những từ kia, nó cũng bị biến thành U luôn. Đó, nó lạ ha, chỉ lạ khúc này thôi. Tại vì nó đi với A O hết nè. Thì khúc này nó đi với khúc này thôi. Nhưng mà cái thằng này là đi với gì đây? Nên đề, nhưng mà cái tầng thuộc tà này động từ nha, động từ thì nó không phải đi với nên đề mà nó đi với động từ hiện tại, nó đi với gì? Nên đề, bạn sửa lại cho cô nha. Thuộc tà là giúp đỡ, là hành động giúp đỡ là động từ mà đúng không? Đó, cho nên các bạn chỉ sửa chỗ này thôi, sửa ghi thằng này thôi. Động từ nó đâu đi với ưng nương tê mà nó chỉ đi với nương tê thì hiện tại đó, nó khác nhau chỗ đó, cho nên chỗ này đi với nương tê thì nó cũng không có bị bắt quy tắc, hợp nương tê như chỗ áp giá này bị bắt quy tắc, nó không bị biến thành u mà bị biến thành o, thổ quát nương tê. Nhưng cái ưng rương coi và ưng rương cậy ở mới chú ý này, ưng rương nó đi kết bắt đầu bằng bằng đuôi ư, nó không bắt đầu bằng đuôi a ơ thì nó không bị biến thành O, nó bị biến thành U bằng với những từ bình thường hồi nãy à. Thì ở trong trong trường hợp này hợp tà này nó kết hợp với đuôi nguyên âm nhưng không phải là AE thì nó vẫn bị biến thành U bình thường như những thằng khác đó. Thì đây thổ U này không bắt chim, thổ un coi đó. Nếu các bạn không biết thì người ta cho cái câu thổ un coi hèo hoặc là thổ qua hèo vân vân, mình không biết phép bắt quy tắc của nó, các bạn sẽ chọn sai hoàn toàn và các bạn sẽ không biết cái từ này là từ gì, và khi người ta nói các bạn cũng không hiểu cái từ này là gì à. Vì sao có thổ qua hèo, thổ qua chú xe mà chỗ này cũng là từ giúp, sẽ giúp đỡ mà người ta lại là thổ un coi hèo à, cho nên là gì đây, chúng ta phải tìm hiểu bắt quy tắc chúng ta mới hiểu được như thế này.
Và thằng ưng rưng cà yếu thì cũng thế, nó đâu phải lùi a ơ, thì cái thằng này cũng bị biến thành u bình thường như những trường hợp kia. Thò un cả cà yếu đó, có hai thằng này là ngoại lệ ha. Hai thằng này là giống nè, tại vì nó gì đây, kết hợp với những đuôi ngao khác không phải là ơ, nhưng một gian này là gì đây, là khác với mấy cái thằng bình thường này. Đó, còn từ nữa là cái từ cộp tà thôi, đó chỉ có hai từ duy nhất, thì từ còn lại là phần của các bạn. Phần của các bạn làm sao theo cách hiểu và cách lý thuyết như thế nào thì làm thử nha. Đó là từ còn lại, từ cộp tà trong cái chú ý thứ nhất. Cộp tà là tính từ á, tính từ thì mình đổi lại, tính từ mình đổi lại ưng đế đó. Chúng ta phải linh hoạt ha, chúng ta phải biết cái nào là động từ tính từ đi như thế nào ha. Đó, đổi lại để. Rồi, từ còn lại là phần của các bạn ha. Rồi bây giờ với cái chú ý thứ hai, những từ không bị bắt quy tắc thì chúng ta không biến cái gì đó, chúng ta chia nó như bình thường với những cái từ bình thường khác. Ví dụ như mọt tà hoặc là mạ si tà khác, nó không bị biến thành u, thành e, thành ô gì cả, vẫn giữ nguyên và chia về bình thường như những từ khác. Đó, cho nên trường hợp này có 4 cái từ không bị bắt quy tắc thì cô chia cho các bạn 1 từ, 3 từ còn lại là phần các bạn. Mình về nhà mình chia thử ha. Dấu chú ý thứ hai. Bây giờ trong một từ đó cô lấy từ là từ ịp tạ, là từ mặt, còn lại là phần các bạn ha. Ịp tạ bây giờ nó không mà bị bắt quy tắc thì cô nhắm mắt cô chia nè, tại vì nó bình thường thôi, nó không bị biến gì cả thì nó kết thúc bằng đuôi nào cô chia đuôi đó. Bây giờ ịp tạ này, ịp sum ni đà này, có bắt chia bình thường thôi, chia bình thường. Rồi ịp tạ này chia về quá khứ này, ịp bắt sum ni đà này. Đó, vì không bị quá quy tắc thì không bị biến gì, suy nghĩ cho nó mệt, mình cứ chia về bình thường. Ép này nè, ayo ipoyo nè, ozo iposo nè, ipchiman nè, ipochiman nè. Đó, chia giống như từ bình thường. À, ipchio nè, ipochio nè. Ịp tinh đề nè. À, nhưng mà không, ịp này là động từ chuyển thể thôi. Ịp ninh đề, hình thức hiện tại. Ịp ninh đề. Ịp tà này bỏ tà đi, có bát chim. Ịp binh, coi ế yô. Ịp này có bát chim, bỏ tà đi. Ịp binh cả, à yô. Hết. À, nó là từ bình thường thôi, thì chúng ta chia bình thường, không có gì đặc biệt cả. À, nhớ cho cô 4 cái từ đó. Còn 4 cái từ và 2 từ ngoại lệ là còn lại tất tần tật là bắt quy tắc hết ha. À, cho nên cái chỗ này, à mình thấy ịp tà, cô nói bắt quy tắc cô bê, bôi hết, biến thành u hết. Mặc quần áo các bạn nói là ụ sưng, ịp quơ. Iwoyo là cái gì? Người ta không hiểu luôn. Iboyo thì còn hiểu mà còn. À, cái này bị bắt quy tắc mình chuyển thành, ví dụ như chua rồi đúng không? Súp tà chuyển thành chua rồi. Mà nó ịp tà thành là gì? Iwoyo. Ủa chứ Iwoyo, Iwoyo là cái gì? Ngỡ ngàng luôn. Iboyo, Ibichiman, Ibasayo, Ibichiman, Ibichiyo, vâng vâng. Ba từ còn lại thì vẫn là từ bình thường. Cara.
yutta. Thay quần áo, thay đồ ra. Rồi, ok chưa? Phần này lớp về làm cho cô, chụp ảnh cho con nha. Còn bắt hai cái bắt quy tắc còn lại, nó cũng rất đơn giản. Đó là bắt quy tắc R, riêng này. Riêng thì đơn giản nhưng các bạn phải chú ý, tại vì rất là nhiều từ kết thúc bằng riêng ha. Và bắt quy tắc cuối cùng là bắt quy tắc, là bắt quy tắc T, là bắt quy tắc dễ nhất. Nó chỉ có một điểm nhỏ xíu. Đó, cho nên bài hôm sau chúng ta sẽ tìm hiểu nốt cái thằng này và ôn tập từ trước giờ mình học cái gì. Thời gian còn lại là kiểm tra ha. Về nhà các bạn làm cho cô bài tập cuối kỳ ở trang cuối 200. Hôm vào bài 9 chúng ta đã luyện tập cái phần số 1 rồi, thì bây giờ cuối kỳ nó có phần số 2, các bạn làm cho cô không hướng dẫn, tại vì cái bài hôm số 1 các bạn là cô đã hướng dẫn rồi, thì cứ thế chúng ta làm thôi. Cô đã hướng dẫn trước các bạn rồi, thì bây giờ cái phần 2 nó cũng thế. Nhưng phần 2 nó liên quan đến cái nửa phần sau của mình. Thì là gì đây? Các bạn tự làm ha, cô đã hướng dẫn hết rồi. Cứ thế mà noi theo mà làm giống như là cái phần 1 thôi. Bạn làm thử cho cô chương trình đó ở đó nha. Và trong cái tuần tới thứ bảy chủ nhật trước khi mình bước vào lớp 2, các bạn hoàn thiện hết cho cô. Cô chấm hết cho các bạn và tổng kết hết cái lớp mình như thế nào luôn. Ha. À. Và lớp 2 sẽ bắt đầu vào ngày... Tuần này mình học xong, tuần sau là bắt đầu vào lớp ví dụ như tuần này mình học xong, tuần sau là bắt đầu lớp 2. Thì mình học liên tiếp luôn. Nhưng đến ngày 28, học hết ngày 28 chúng ta sẽ được nghỉ hè. Vì sao? Vì con cô là nó cũng nghỉ hè. Cho nên mình học liên tiếp luôn đi, rồi mình xả hơi một tí xíu luôn. Mình xả hơi một tuần hoặc hai tuần luôn. Đáng lẽ nghỉ một tí mà đến lớp 2 đúng không? Nhưng mà vào cái lớp 20 đó là cái lớp khóa cho cô bắt đầu mở luôn. Thì vừa lớp chúng ta luôn, thì chúng ta lên lớp 2 chúng ta học một bài đầu tiên. Xong chúng ta nghỉ xả hơi một tí xíu, mùa hè mà. Và mùa hè ai cũng nghỉ. Trẻ con nghỉ thì chưa gì đây, người lớn cũng được nghỉ luôn. Cho nên chúng ta nghỉ xả hơi tầm một tuần 10 ngày, bắt đầu chúng ta bắt đầu vào lớp 2 ha. Chúng ta học như cô nói đấy, tuần sau chúng ta bắt đầu học liên tiếp. Học liên tiếp lên lớp 2. Nhưng mà một bài lớp 2 rồi chúng ta đến mùa hè chúng ta nghỉ vào tầm một tuần, xong chúng ta bắt đầu khóa mới. Bắt đầu vào khóa mới nha. Rồi, các bạn còn hỏi cô gì nữa không? Không có gì để hỏi đúng không? Thứ năm gặp lại mình lại đi tiếp ha. Các bạn làm xong rồi các bạn có thể chụp gửi cô riêng cái này cũng được. Bài tập thì các bạn làm sao cũng được, nhưng mà về nhà mình chia cái này mình chụp ghi gửi cô để cô sửa cho các bạn luôn. Sửa các bạn luôn ha. Hỏi đi. Đúng rồi. Hả? Mấy cái sao là mấy cái chú thích thôi. Ví dụ như mấy cái sao là cái, ví dụ như là mình có là từ vựng nè, họ là gì đây, cho mình biết từ vựng và những cái mà chú thích của phần sách nè. Ví dụ như là mà ấy, những cái phần phía sau thì ví dụ đáp án này vân vân này, và những cái phần từ vựng nè, có phần từ vựng đấy, tổng kết lại cái quyển sách này thôi. Mình làm tới không đúng mày đó, 211 là ok, cũng giống như những phần trước mình làm thôi ha. Rồi chào lớp ha, mai mình lại hỏi tìm hiểu tiếp thứ năm mình lại tìm hiểu tiếp hai cái bắt quy tắc nữa. Rồi chào lớp, tạm biệt lớp ha, thứ năm chúng ta lại gặp lại ha. Chào các bạn nha.